chỗ nào không hiểu thì hỏi nhá. Cái tổng kết lại này, thì cái bước thứ nhất ấy là em tự làm, thì cái đấy chắc chị không phải nói nữa, em hiểu được chưa? Nhưng cái bước thứ hai là xác định được đâu là tiền tiền phí trước hải quan, đâu là tiền phí về nhập kho đấy. Thế thì tiền phí về tiền phí trước hải quan ấy thì nó sẽ khớp, thường nó lại khớp ở trên em lấy cái kinh nghiệm này này, em lấy cái số thuế giá trị tăng hàng nhập khẩu phải nộp nhá bằng bao nhiêu, thấy chưa? Sau khi em nhập cái đơn giá nhân với số lượng nhân với tỷ giá nhá, bằng tức là chính là cái giá trị hàng hóa đúng không, nhân với thuế xuất thuế nhập khẩu bằng bao nhiêu trên MISA đúng không, lấy tiền thuế trên tờ khai hải quan trừ đi tiền thuế trên MISA nhá bằng lệch bao nhiêu, được chưa? Sau đó sẽ làm một phép thử đúng không, một phép thử này sẽ bằng hai cái loại, các cái loại chi phí mà nó ghi thêm ở trên tờ khai hải quan đấy mà nhân với 10%, được chưa? Đấy là cách để mình thử đó, đúng không? Sau đó mình quay lại hạch toán chi tiết hai cái hóa đơn phí trước hải quan là nợ cho tài khoản 211, được chưa? Nợ cho tài khoản 1332 đúng không? Có cho tài khoản 331, đồng thời có cho tài khoản 33312, hiểu không? Vâng. Ghi được không? Rồi em đang ghi rồi. Nợ 211 là phí, nợ 133 là thuế của phí nhá. Thuế của phí. Có 331 là tiền phí nhá. Có 33312 là thuế của phí phải nộp. Em hiểu không? Vâng. Cái này là nếu em học nguyên lý kế toán bên chị thì giáo viên sẽ giảng kỹ về phần thuế nhập khẩu đấy nhá, cách hạch toán và nhập khẩu, nhưng mà tuy nhiên chị dạy thế này thì chị cũng đã hướng dẫn tất cả phần định khoản rồi ấy. Chỗ này em cũng hiểu rồi. Nào, cho nó hiểu chưa? Rồi, như vậy là em kết hợp giữa cái tiền thuế nhập khẩu ở trên tờ khai cộng với tiền thuế nhập khẩu của hóa đơn phí trước hải quan thì đúng bằng cái số tiền trên tờ khai luôn, tiền thuế nhập khẩu ấy. Cần phải nộp trên tờ khai luôn. Nào, đến đây hiểu chưa? Được. Rồi, muốn chưa hiểu thì mở lại cái cách hạch toán đây chị đã làm sẵn ở đây. Đúng không? Nợ 1 phần nợ 211 này có 331 này. Nợ 1332 có 33312 này. Hiểu chưa? Đấy, chứ không phải 331 đâu nhá. Đừng có nhầm mà 331. Rồi, cái tiếp theo đó là mình hạch toán những cái số phí và tiền sau hải quan như là phí giao nhận, bốc xúc, lưu kho. Thì cái này sẽ trả cho nhà cung cấp Việt Nam. À, cũng là tự nhiên đối tượng vẫn là nhà công ty Việt Nam thôi. Nhưng mà kiểu đây là cái phí mình trả thẳng cho người ta luôn, hiểu không? Và tiền thuế mình được khấu trừ giống như là một hóa đơn bình thường, được chưa? Hả? Cái này thực ra cũng dễ hiểu thôi mà. Đồng thời khi làm xong tất cả tật rồi thì em chỉ cần việc ghi tăng lên một cái. Thì khi ghi tăng như chị hướng dẫn đó thì em sẽ lấy cái gì nhỉ, phần 4 trước đúng không, tất cả chị dạy ghi tăng đều là vào cái mục 4 trước để nhằm mục đích là lấy tổng số tiền tài sản cố định cần làm gì nhỉ, cần ghi tăng đúng không, để lấy giá trị lên trên mục thứ hai, được chưa? Còn mục thứ nhất, mục thứ ba và mục này đấy thì làm tương tự như những cái phần tài sản trước chị đã dạy. Rồi, kết luận của phần là nhập mua tài sản cố định nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Rồi, thế sau đó muốn kiểm tra cái tiền thuế giá trị gia tăng nhập khẩu của cái lô đấy ấy, có đúng hay không? Tức là lô nào thì em hạch toán tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu của lô đó xong ấy, thì đương nhiên là nó sẽ cũng sẽ thể hiện cái số tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu mà em chưa nộp. Đây, đấy là cách nhìn nhận nhá. Đây này,
33312 này. Như chị nhìn nhận ở đây là năm 18 em đang nợ 28 triệu, năm 19 em đang nợ 30 triệu. Này, cộng lại là em đang nợ 59 triệu. Nghe chưa? Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu khác với thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu này thì sẽ được tính vào giá vốn luôn. Em hiểu chưa? 3333 này này. 33312 thì được khấu trừ. Cái này nhá. Em bảo sao? Cái thuế nhập khẩu này thường là 8% đúng không chị? À không phải, thuế nhập khẩu này tùy từng loại mặt hàng ấy, chứ không phải là loại mặt hàng thôi. Như phụ tùng ô tô thì khác, rồi các một số có, nói chung là tùy, có loại thì không chịu thuế, có loại chịu thuế 5 cũng có mà 8 cũng có, 10 cũng có em ạ. 15 cũng có, tùy nhá. Cái này thường là bên bộ phận hải quan họ sẽ làm đúng cho mình thôi. Rồi. Hiểu chưa? Tiền thuế nhập khẩu này thì mình vẫn phải tiền thuế nhập khẩu này nhá. Tiền thuế nhập khẩu này thì là thì nó sẽ ghi nhận vào giá trị hàng hóa luôn. Nó làm tăng giá trị hàng hóa, và khi em định khoản thì em chỉ cần là nợ 3333 có cho tài khoản 112 là hết. Còn như vậy là đây em chưa hề hạch toán tiền ngân hàng đúng không? Cho nên nó mới dư vì thuế giá trị tăng hàng nhập khẩu này ra. Hiểu chưa? Thì cái này em cũng phải xem, hầu như là tiền thuế giá trị tăng hàng nhập khẩu thì không nợ được đâu. Công nào là phải nộp công đấy. Thì em sẽ xem cái tiền thuế giá trị tăng hàng nhập khẩu trên ngân hàng ấy, trên sổ phụ ấy, nó sẽ khớp với từng cái tờ khai mà em gửi cho chị xem đấy. Hiểu chưa? Rồi. Nào. Là coi xong cái phần tờ khai nhập khẩu. Bây giờ đi sang phần sau khi ta xong rồi thì như chị dạy cho em vừa rồi thì em cũng vào phần đối chiếu đây để kiểm tra lại phần tài sản cố định ấy. Nó báo gì không? Được chưa? Rồi. Thế sau đó thì vào phần tài sản cố định ở đây. Bắt đầu tính khấu hao. Muốn tính khấu hao thì kiểm tra xem từ năm ngoái đến năm nay, bởi vì em đang làm lại năm 18, được chưa? Thì mình sẽ làm luôn là có bao nhiêu cái tài sản cố định. Đúng không? Xuất phát cửa từ công tắc kính này là em chưa xóa. Cái này, cái nào thừa? Thừa thì xóa đi luôn đi, để chị hướng dẫn luôn cho nó khớp về tài sản, bởi vì bây giờ mình chẳng còn thời gian nữa, làm luôn. Ơ nhưng mà tại sao cái này là 57 triệu mà lại cho vào tài sản công cụ? Hả? Hôm trước chị bảo em là cái sửa ấy. À sửa chữa đúng không? Đúng rồi, sửa chữa thì phải đưa vào 242. Thì không thể nào đưa vào 211, em xóa đi. Em đẩy sang 242 rồi đúng không? Nhưng cái này ở trên kia em chưa đẩy vào 242. Thì tí nữa em ghi nhớ để em đẩy vào 242, còn bây giờ em xóa để chị làm về tài sản cái đã. Tuy nhiên là nó bảo là đã có tính khấu hao rồi. Em hiểu không? Nó không cho em xóa. Có nghĩa là liên quan đến việc em đã tính khấu hao rồi. Đấy, thấy chưa? Thì bây giờ em sẽ bỏ ghi ở phần tính khấu hao đi. Nói như thế em hiểu không nào? Nghĩa là muốn sửa một cái gì ở bước trước thì phải xóa bước sau đi nhá. Bởi vì nó móc nối với nhau, nó không cho em xóa, không cho em sửa. Mà cái tính khấu hao đằng nào cũng phải tính lại, cho nên chị đành xóa đi. Bởi vì cái tính khấu hao này là cái bước rất là bước để chốt cuối cùng đưa vào chi phí nợ 642 hoặc nợ 154 có 214. Được chưa? Ừ. Thế thì ở đây chị xóa nó đi. Và chị sang phần ghi tăng này. Chị bắt đầu mới muốn làm cái gì thì mới làm được. Bởi vì sao? Bước thứ nhất là mua hàng không qua kho. Bước thứ hai là ghi tăng. Bước thứ ba là tính khấu hao. Muốn sửa ghi tăng, sửa cái bước mua hàng không qua kho không ảnh hưởng. Nhưng mà sửa cái ghi tăng này thì nó lại móc với cái, nó lại liên quan, móc nối với cái bước tính khấu hao. Được chưa? Nếu như đã có tính khấu hao thì không thể sửa ghi tăng. Em hiểu chưa? Rồi. Thế bây giờ sang phần ghi tăng này. Tại sao chị lại lọc từ năm 18 mà trong khi đó bây giờ mình đang làm báo cáo tài chính năm 19? Là vì trên cái hệ thống Visa này em đang làm song song 2 năm luôn nhá. Thì chị mới kiểm tra luôn cả năm 18 để tránh phải sửa lại nhiều lần. Hiểu chưa? Thì đây là mình sẽ kiểm tra từ năm 18. Nó có từ tháng 9, đúng không? Từ tháng 9 thì bây giờ mình sẽ tính khấu hao từ tháng mấy? Từ tháng 9 năm 18. Được chưa? Vâng. Từ tháng 9 năm 18. Vậy đã hết tài sản chưa em? Hết rồi. Rồi. Vậy thì em làm từ tháng 9 năm 18 cho đến 31 tháng 12 năm 19 cho chị nhá. Vâng. Okay. Tức là em sẽ phải, cái này nó hơi trừu tượng, đúng không? Trừu tượng ở cái chỗ mà chị vẫn hiểu mà.
lại hai nợ hai có, đúng không? Vâng. Tình khoản về tài sản cố định thì cái tiền phí nó cũng tương tự, em hiểu không? Chị đã bóc rõ cái tiền thuế giá trị gia tăng của gia tăng được khấu trừ ấy, được khấu trừ lên, thì đồng thời khoản phải nộp tăng lên, nhá, đúng không? Thôi dừng 59 lại đi, ta đi về cái vấn đề báo cáo tài chính. Mở, bây giờ chị dạy em cách đối chiếu kiểu cuối năm ấy, nhá. 59 em sẽ tính khấu hao tương tự được không? Bây giờ mình sẽ đối chiếu tài sản cố định cuối năm. Thứ nhất này, vào báo cáo. Thứ nhất này, vào báo cáo. Chọn báo cáo tài chính. Được chưa? Chọn bảng cân đối tài khoản. Chọn cho chị là 518, năm trước. Bây giờ nhá, em nhìn này, đối với 242 chị dạy cho em là kiểm tra dư nợ 242 đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà đối với 214 thì lại kiểm tra dư có. Dư có của 214, đúng rồi. Dư có của 214 bằng bao nhiêu? Bằng 2963890. Đúng không nào? Rồi ghi con số đó ra. Đồng thời vào một cái báo cáo là tài sản cố định ở đây. Nghe chưa? Mình sẽ chọn cái sổ tài sản cố định dòng thứ hai. Chọn năm trước. Em nhìn này. Em sẽ kiểm tra cái chỉ tiêu là hao mòn lũy kế. Đấy chưa? Là cũng phải khớp. Tức là dư có 214 sẽ trùng với chỉ cột hao mòn lũy kế. Nghe chưa? Trên báo cáo khấu hao sổ tài sản cố định. Được chưa? Rồi. Bằng rồi. Thực ra của em thì đương nhiên là bằng, bởi vì bản thân năm có một tài sản mà, đúng không? Với lại có 10 tài sản đi chăng nữa thì em cứ làm đúng quy trình. Bước 1 mua hàng không qua kho, bước 2 ghi tăng, bước 3 tính khấu hao, đối chiếu ở phần đối chiếu ấy. Ừ, thì chắc chắn là nó sẽ khớp. Hiểu chưa? Nó sẽ đúng. Rồi. Thế tương tự như thế thì về nhà em sẽ tính lại, tính tiếp cho chị tính khấu hao của tháng, các tháng năm 19 và cũng check đối chiếu ấy, năm 19 ấy nhá, về tài sản cố định. Rồi, như vậy là chị đã xong cho em về phần tài sản cố định này. Nội dung nào em cần hỏi nữa nào, để làm nốt nào. À, ngân hàng dạy chưa nhỉ? Ngân hàng dạy rồi nhưng em chưa nhập được ngân hàng. Ngân hàng em nhập với lại cái tiền thuế nhá, chị dạy nốt cái phần tiền thuế giá trị tăng hàng nhập khẩu với hạch toán rồi đúng không? Rồi. Lập tờ khai thuế dạy chưa nhỉ? Lập tờ khai thuế dạy rồi. Rồi, thế thì bây giờ ngồi làm nốt những cái vấn đề đấy đi. Rồi phân bổ khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí và đối chiếu ấy. Cái đấy chị dạy chưa nhỉ? Đối chiếu phần phân bổ công cụ dụng cụ ấy. Ừ. Rồi ạ. Hiểu rồi đúng không? Rồi, tài sản cố định tính khấu hao chưa? Chỉ có công cụ dụng cụ. À, chưa dạy tính khấu hao và đối chiếu tài sản đúng không? Thực ra là bài giảng dạy những gì chị ghi hết mà, nhưng mà chị không muốn mở ra. Chị muốn hỏi em để nhắc lại cho em nhớ cái gì thôi. Chứ còn chị thì chị nhớ là chị dạy em những cái gì rồi. Đó, vì chị ghi lại hết là dạy những cái gì và những cái gì học viên nắm bắt ra sao ấy, là chị phải theo dõi hết, thấy chưa? Thì đây, cái phần tính khấu hao này chưa học. Thì bây giờ em sẽ ghi tăng nốt cái tài sản cố định kia. Xong, nhá. Và có bao nhiêu tài sản cố định bên em ấy thì em ghi tăng hết đi, kể cả năm 18 và năm 19 ấy. Chị sẽ dạy cách tính khấu hao và cách kiểm soát cái tài sản cố định nhá, đối chiếu ấy, được chưa? Ok. Ơ, chị dạy nó, cái này nó không tính như kiểu phân bổ không bổ. Tính khấu hao là khác, còn đã là tài sản cố định thì gọi là tính khấu hao, còn đã là công cụ dụng cụ thì tính phân bổ, em hiểu chưa? Thì công cụ dụng cụ chị hướng dẫn rồi, bây giờ em ghi, em sẽ ngồi mua và ghi tăng tài sản cố định ấy. Hết cho chị đi. Xong thì chị hướng dẫn bước tiếp theo nhá.